Vì sao nhiều nước trên thế giới thường xuyên ăn đậu đen? Đậu đen là món ăn quen thuộc với tất cả người Việt, nhất là trong mùa hè và trên thế giới. Đây cũng là thực phẩm hết sức được ưa chuộng. Đậu nành đen là một sản phẩm được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc, có tác dụng bổ huyết, bổ thận tư âm, chuẩn hóa hoạt động của dạ dày, lá lách. Ở Nga, đậu tương đen cũng được sử dụng để làm thuốc chữa bệnh. Ở Nhật Bản hiện nay, đậu tương đen đang được sử dụng rất phổ biến. Sau cơn sốt chăm sóc sức khỏe bằng trà xanh, người dân Nhật Bản hiện nay đang tìm cách uống một loại sinh tố thần kỳ mang tên đậu nành đen. Trong dân gian, người Nhật Bản tin rằng ăn đậu tương đen có thể chữa đau họng. Thực tế thì đậu nành đen có giá trị dinh dưỡng tương đương với đậu nành trắng hoặc vàng vì cùng thuộc họ giống đậu, giàu hàm lượng protein và có hàm lượng chất xơ không hòa tan ở mức cao. Tuy nhiên, đậu nành đen có những tác dụng phụ đặc biệt khác mà bạn không thể bỏ qua. Dưới đây là những tác dụng chữa bệnh của đậu nành đen đã được nghiên cứu và khẳng định. Duy trì bộ xương vững chắc. Sắt, phốt pho, canxi, magie, mangan, đồng, kẽm trong đậu đen góp phần xây dựng và duy trì cấu trúc sức khỏe của xương. Canxi và phốt pho rất quan trọng trong cấu trúc xương, trong khi sắt và kẽm góp những vai trò quan trọng trong việc duy trì sự vững chắc và đàn hồi của xương và khớp. 99% nguồn cung cấp canxi và 80% lượng phốt pho dự trữ trong cơ thể được lưu trữ trong xương, khiến cho việc nhận được đủ lượng chất dinh dưỡng này từ chế độ ăn trở nên cực kỳ quan trọng. Quản lý bệnh tiểu đường. Nghiên cứu cho thấy, người bệnh tiểu đường type 1 ăn chế độ ăn nhiều chất xơ, giảm được lượng đường huyết. Còn người bị tiểu đường type 2 có thể cải thiện được lượng đường máu, mỡ máu và insulin. Một chén đậu đen nấu chín cung cấp 15g chất xơ. Hướng dẫn ăn uống cho người Mỹ khuyến nghị 21-25g chất xơ một ngày cho phụ nữ và 30-38g chất xơ một ngày cho nam giới. Dầu polyphenol chống lão hóa. Polyphenol là hợp chất được biết đến với tác dụng chống lão hóa, được tìm thấy nhiều trong đậu đen tương, gạo đen, khoai tây, quả lê. Polyphenol anthocyanin trong đậu đen tương rất dồi dào, có thể giúp phòng tránh được nhiều bệnh nguy hiểm như chế độ ăn hàng ngày, chống lão hóa, giảm nguy cơ xơ cứng động mạch, cholesterol và thúc đẩy quá trình chuyển hóa lipid. Một nghiên cứu được thực hiện bởi tạp chí thực phẩm, dược phẩm của Nhật cho thấy anthocyanin ức chế sự hấp thu chất béo ở chuột. Phòng chống ung thư. Isoflavonoids là một loại chất chống ung thư hóa và giúp ngăn ngừa một số loại ung thư như ung thư vú. Chúng cũng giúp cải thiện quá trình chuyển hóa lipid, giúp bạn giảm cân. Trà đậu tương đen có thể giúp bạn với điều này bởi vì chúng có rất nhiều isoflavonoids. Kiểm soát mỡ máu tuần hoàn.